Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Hoàng Bán Tiên của tác giả Nhĩ Nhã, giọng đọc Lãm, tập 3. Tư Đồ vừa trở về viện đã hò hét mình xui xẻo, phân phó Mộc Lan thu thập vật dụng, chờ đêm đến sẽ xuống núi. Nữ tử này nhìn thật là chướng mắt hắn. Mộc Lan lắc lắc đầu bảo: "Ngươi cứ như thế mà đi thì người ta sẽ nghĩ là ngươi sợ. Hắc Vân bảo ta không thể làm như vậy được." Tư Đồ đang cố nén giận thì thấy Tương Thanh đi vào bẩm báo: "Ban chủ, Tề Dịch yêu cầu được gặp Hoàng Bán Tiên." Thật lâu về sau, Tư Đồ hỏi Hoàng Bán Tiên: "Vì sao mà ngươi lại thích đọc sách đến như vậy? Trong sách có thể nhảy ra điều tốt đẹp gì ư?" Tiểu Hoàng nhẹ nhàng khép sách ở trên tay lại, không đáp mà hỏi hắn: "Huynh viết một chữ mất bao nhiêu thời gian?" "Một chữ?" Tư Đồ nhún vai: "Trong nháy mắt là xong rồi mà." Tiểu Hoàng vươn tay chạm nhẹ lên mặt của Tư Đồ, thản nhiên nói: "Những gì huynh suy nghĩ ở trong chớp mắt đó, xét cho cùng cũng chỉ quy về một chữ, hoặc là hỷ, hoặc là bi. Có những người dùng cả đời để viết một quyển sách, vậy đọc hết một quyển sách, có khác nào hiểu rõ suy nghĩ của cả đời người ấy, hoặc hỷ, hoặc bi. Vậy sao ngươi chỉ đọc sách mà không viết sách? Có lẽ xem những câu chuyện người khác viết lại, sau đó ngẫm nghĩ, nếu những việc như vậy xảy ra với mình, thì cũng chỉ như một câu chuyện mà thôi. Nếu đã là một câu chuyện, tất sẽ có ngày phải chấm dứt. Đã là như vậy, ta nghĩ mình nên chờ đến ngày nó chấm dứt, rồi mới viết." Tư Đồ kéo nhẹ lọn tóc của y, quấn quanh năm ngón tay, họ lâu sau mới lên tiếng: "Câu chuyện này kết thúc thì còn có câu chuyện khác bắt đầu cơ mà." Tương Thanh hỏi bẩm Tề Dịch muốn gặp Hoàng Bán Tiên. Tư Đồ nghe xong chỉ cười lạnh: "Người đi nói với hắn rằng người đã nghỉ ngơi rồi, không tiện tiếp khách." Lời còn chưa nói xong thì đã nghe thấy trong viện xôn xao cả lên. Ra là Tề Dịch dẫn người xông vào. Tư Đồ nhăn mặt nhíu mày, kéo Hoàng Bán Tiên sang bảo: "Mọt sách, vào trong nghỉ ngơi đi." Nói xong, liền tấm lấy áo của tiểu hài tử dắt vào trong. Tề Dịch lúc này đã xông đến sân, nhát thấy Tư Đồ dẫn theo Hoàng Bán Tiên vào phòng, toàn đóng cửa lại. "Chậm đã!" Hắn hô to một tiếng, rồi định tiến lên, nhưng ngay tức khắc hắn thấy trước mặt có một bóng người chợt lóe. "Xin dừng bước!" Tường Thành chắn đường, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, âm thanh cũng lạnh như băng. "Tránh ra!" Tề Dịch vùng chưởng muốn tấn công. "Ngán đường ta thì phải chết!" Một chưởng nặng nề là thế, nhưng khi đánh vào đầu vai của Tương Thanh là chỉ có cảm giác như vỗ vào một nắm bông mềm, hoàn toàn chẳng có chút lực nào. Tề Dịch cả kinh, chỉ thấy người đứng trước mặt lạnh lùng nhìn mình, bờ vai hất lên. Tề Dịch còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài, cánh tay tê rần. Hắn lùi nhanh về phía sau vài bước, cảm thấy tay của mình nhức buốt. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay rất bươm, đầy những máu là máu. Tề Dịch tuy không phải là người trong giang hồ, nhưng dù sao cũng là tướng lĩnh thống soái thiên quân vạn mã, võ nghệ cao siêu, ắt không phải hạng tầm thường. Ấy thế mà, đến ngay cả một chiêu của người ta cũng không tiếp nổi. Hắn không thể tin nổi việc này, chỉ biết mở to mắt mà nhìn, thấy Tương Thanh vẫn đứng bất động chặn đường, liền nheo mắt hỏi: "Một tên gác cửa công phu không thể cao như thế, ngươi là ai?" Tương Thanh không đáp, chỉ nâng tay tiện khách: "Thỉnh ngài về đi." "Không được." Tề Dịch khoát tay chặn lại: "Ta nhất định phải gặp được y, ta có chuyện quan trọng phải hỏi cho rõ ràng." Nhìn thấy thần sắc của Tề Dịch có vẻ kích động, Tương Thanh lắc lắc đầu: "Nếu không đi, ngài sẽ mất mạng." "Sầm bậy!" Một viên tỳ tùng phía sau Tề Dịch hung hăng trừng mắt với Tương Thanh: "Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Ánh mắt của Tương Thanh chợt trở nên âm lãnh, đang muốn động thủ thì chợt nghe phía sau có người nhô đầu ra bảo với bọn họ: "Người này đang nổi giận, chạy mau đi." Người vừa lên tiếng chính là Mộc Lan. Tề Dịch trầm mặc hồi lâu. Hắc Vân bảo quả nhiên thâm sâu khó dò, chỉ một tên thủ hạ đã lợi hại đến như thế. Vậy Tư Đồ ban chủ ắt càng không dễ đối phó. "Đi!" Tề Dịch không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của thuộc hạ mình, xoay người bỏ đi.
thấy người đã bỏ đi rồi, sắc mặt của Tường Thanh mới khôi phục lại như cũ. Mộc Lan vội vàng chạy đến bên cạnh, dùng chiếc quạt tường bồ chuyên dùng để nấu thuốc, quạt lấy quạt để. Mau, mau hạ quả nào, hạ quả nào, đừng khiến mọi người hoảng sợ. Tường Thanh ngước mắt nhìn trời, thở dài một hơi. Y thật sự không chịu nổi tinh thần y lắm mồm này. Nhưng dù sao người ta cũng là bằng hữu cùng lớn lên với Tư Đồ và cũng là nhị đương gia của Hắc Vân Bảo. Không thể nhịn, cũng phải nhịn. Hoàng Bán Tiên ở trong phòng nghe thấy Tề Dịch đã rời đi mới thở vào nhẹ nhõm. Y ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu không nói gì, tựa hồ đang có tâm sự. Nhưng rồi chợt thấy ánh sáng trước mắt tối sầm đi. Hóa ra là Tư Đồ chẳng biết từ khi nào đã đứng chắn trước mặt y, đang cúi đầu nhìn y. Hoàng Bán Tiên ngẩng đầu nhìn Tư Đồ. Ở từ góc độ này, nhìn mới cảm thấy hết. Sự cao lớn của người này thật sự khiến cho kẻ khác cảm thấy bị bức bách mà thở không nổi. Tiểu Hoàng bị hắn dùng đôi mắt nhạt sắc nhìn chằm chằm, không tự chủ mà phải nhích người vào một chút. Tư Đồ nhướng mày buồn cười. Tiểu hài tử này trông cứ y như là thỏ con. Thế là hắn lập tức đặt mông ngồi bên cạnh y, tiếp tục nhìn y chằm chằm như trước. Hoàng Bán Tiên bị hắn nhìn đến nỗi toàn thân rét run, trên đầu cũng tê dại, tiếp tục dịch về phía một bên nữa. Tư Đồ cố ý làm chuyện xấu, thế nên tiểu hài tử thích bao nhiêu thì hắn nhích bấy nhiêu. Nhích mãi, đến khi tiểu hoàng dịch sát đến góc giường, nửa thân người đã giấu vào bức màn, chẳng còn đường thoát lui. Ấy thế mà Tư Đồ còn chưa chịu thôi, tiếp tục nghiêng mình áp sát vào, ép tiểu hài tử dính sát vào thành giường. Cả người cuộn tròn lại, hai mắt mở to, nhìn hắn một cách tội nghiệp. Nhìn nhau thật lâu, mãi đến khi hai mắt của tiểu hài tử rơm rớm nước mắt, thì Tư Đồ mới thôi. Sau đó vỗ đùi cười ha hả, vừa cười vừa chỉ vào Hoàng Bán Tiên mà nói: Ngươi thật là thú vị. Lúc bấy giờ, tiểu hoàng mới biết Tư Đồ là vừa rồi trêu chọc mình. Mặt đã ửng lên, không khỏi có chút tức giận. Thấy người nọ cười đến càng rỡ. Lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay, tiểu hài tự cảm thấy muốn đá ai đó một cái. Nhưng y không dám, bởi vì y nhìn xuống, thấy hai chân của mình bé xíu xiu, còn chẳng to bằng cánh tay thô của Tư Đồ kia nữa. Tư Đồ cười chán chê rồi mới ngoảnh mặt nhìn tiểu hài tử vẫn đang ngồi trên giường. Thấy mặt mày của y đỏ ao, thần tình không được tự nhiên cho lắm, tựa hồ như đang giận. Y khẽ cúi đầu, góc độ vừa ngang tầm với ngọn đèn. Ánh sáng hắt sang tạo nên một hình dáng nhu hòa lạ thường. Đẹp nhất là chiếc gáy nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài lớp bạch sam, trắng nõn nà như là thoa phấn. Làn da mỏng manh đến mức những huyết mạch cũng hiện lên rõ nét. Đã thế, trên mặt y lại còn mang vẻ mang mát phím hồng, khiến người ta chỉ muốn ghé môi cắn một ngụm. Tư Đồ đôi khi làm việc không thèm suy nghĩ, thân thể đi trước ý thức mới theo sau. Lúc hắn còn chưa kịp cân nhắc cho cẩn thận thì đã vươn tay đến, kéo tay của tiểu hài tử, mang người đến sát trước mắt của mình, hai mắt chăm chú nhìn vào chiếc cổ của y. Tiểu hoàng theo bản năng mà đánh cái ực một tiếng, khẩn trương trừng mắt nhìn Tư Đồ. Mãi một lúc sau, Tư Đồ đột nhiên bị một sợi dây tơ màu đỏ quấn lên cổ tiểu hoàng thu hút. Hắn bèn đưa tay, kéo sợi tơ ấy ra, mang theo một khối ngọc bội hình song ngư màu xanh biếc. Tư Đồ xem xét ngọc bội hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi: Đây là cái gì? Hoàng Bán Tiên cẩn thận thu lại ngọc bội từ trong tay của Tư Đồ, bỏ lại vào bên trong cổ áo, nhẹ giọng đáp: Đây là vật gia truyền. Vậy sao? Tư Đồ nghĩ một lúc, sau đó nháy mắt với y bảo: Ta cũng có vật gia truyền, ngươi có muốn xem không? Tiểu hoàng rất muốn lắc đầu bảo là không, nhưng lại không dám, đành nhỏ giọng hỏi: Là vật gì? Tư Đồ cười: Ở trên đùi của ta từng được mẫu thân xăm lên hai chữ Hạo Hán, ngươi có muốn xem không hả? Nói rồi liền động thủ định cởi đai lưng của mình xuống. Tiểu hài tử thấy vạt áo của Tư Đồ buông xuống để lộ thân hình bên trong thì cả kinh mà nhắm tịt hai mắt lại, miệng kêu thét lên. Đại môn lập tức nổ lên một tiếng rầm, cửa bị đá bung ra.
Mộc Lăng vừa xông vào, đã thấy Tư Đồ một tay cởi y phục của chính mình. Tay kia thì lây tới lây lui Hoàng Bán Tiên, đang dùng tay che mắt, miệng vẫn còn nói liên hồi. Ngươi mau xem đi. Mộc Lăng vội tiến đến mang Tiểu Hoàng cứu ra, đẩy y đến chiếc giường cạnh bên. Tư Đồ vỗ đùi cười ha hả, vừa thở dốc hổn hển, vừa bảo Mộc Lăng. Thật thú vị, mọt sách này rất là ngốc nghếch. Hoàng Bán Tiên từ từ hé mắt nhìn, thấy Tư Đồ căn bản không hề cởi quần ra, chỉ là mở rộng vạt áo, rồi ngồi trên giường cười nắc nẻ. Lúc ấy mới biết mình lại bị trêu chọc. Người này thật là quá đáng ghét đi mà. Mộc Lăng đi rồi, Hoàng Bán Tiên vùi mình trong chăn đọc sách. Ánh mắt chẳng dám đánh sang chỗ của Tư Đồ lấy một lần, sợ sẽ bị hắn trêu cợt lần nữa. Qua hồi lâu sau, Hoàng Bán Tiên nghĩ rằng Tư Đồ đã ngủ, mới vừa thả lỏng toàn thân, thì đột nhiên người nọ trở mình ngồi dậy xuống giường, đi đến chỗ của y. Tiểu Hoàng theo bản năng, nắm chặt quyển sách ở trên tay, hoảng hốt đến mức không dám thở. Tư Đồ đi đến chỗ chiếc bàn thì dừng lại, sau đó kéo một chiếc ghế đặt sát giường, rồi mang đèn đặt lên ghế, còn dùng lồng đèn chụp ở bên ngoài. Kế tiếp, hắn nhìn tiểu hài tử đang há hốc mồm, nháy mắt vài cái rồi bảo, đi ngủ sớm một chút đi. Mất mãi một lúc lâu, Hoàng Bán Tiên mới hoàn hồn lại, ngọn đèn nguyên bản ở trên bàn nay chuyển sang cạnh giường y. Cũng vì như thế mà mọi thứ sáng hơn rất nhiều, nhưng nhờ có lớp sa mỏng bao bên ngoài nên ánh sáng rất nhu hòa, không hề chói mắt. Hoàng Bán Tiên cầm sách, lật lật một chập, rồi cuối cùng im lặng chìm vào giấc ngủ. Lúc bấy giờ Tư Đồ lại ngồi dậy đến bên giường, rút sách từ trong tay của y, đặt xuống cạnh gối, giúp y tém chăn lại, rồi thổi tắt đèn, trả về chỗ bàn. Lúc đang định xoay người muốn rời đi, thì đột nhiên ngoảnh mặt lại nhìn, thấy trong chăn kia chỉ có mỗi Hoàng Bán Tiên. Nghĩ nghĩ, giường này một người nằm, hình như có hơi to thì phải. Sáng ngày hôm sau, lúc Hoàng Bán Tiên tỉnh dậy thì cảm thấy có điều gì đó lạ lạ. Có cái gì nặng nặng đang đặt ở trên ngực của y, khiến y có hơi khó thở. Y đưa tay sờ thử, hình như là tay người, nhưng sao nó lại cứng thế nhỉ? Trong lúc y đang nghi hoặc thì bên tai có một tràng cười nhẹ, lại còn có luồng khí ấm thổi đến. Tiểu Hoàng nơm nớp quay sang nhìn, thấy mặt của Tư Đồ đang kề sát mặt của mình. Người nọ đang gối đầu trên gối của y, còn y thì đang gối đầu trên cánh tay của người nọ. Tay còn lại của Tư Đồ lại đang đè lên ngực của y. Thấy Hoàng Bán Tiên đã thức, Tư Đồ bật cười khanh khách hỏi, đã dậy rồi sao? Chào buổi sáng. Một khoảnh khắc lặng im chợt ồ đến, để rồi chốc lát sau, mọi người trong viện ai cũng nghe thấy rõ mồn một tiếng thét thất thanh truyền đến từ phòng của Tư Đồ, vang đến tận trời xanh. Mộc Lăng và Tương Thanh chỉ biết lắc đầu khẽ niệm, nghiệp chướng mà. Sau khi dùng qua điểm tâm thì có người đến, bảo là đã đến giờ tỷ thí, thỉnh Tư Đồ lên núi. Bởi vì theo quy định chỉ có thể mang theo một trợ thủ, nên Tư Đồ bèn dẫn theo Hoàng Bán Tiên, vẫn còn đang bực dọc ra cửa. Từ buổi sáng thì tiểu hài tử đã không thèm nói chuyện với hắn. Tư Đồ vừa dắt Hoàng Bán Tiên lên núi vừa hỏi, sao lại không thèm để ý đến ta vậy? Hoàng Bán Tiên chỉ vuốt tóc nhìn phong cảnh xung quanh. Này! Tư Đồ túm lấy lọn tóc của y. Nói chuyện đi chứ! Huynh! Hoàng Bán Tiên dừng lại, thở dốc rồi hỏi hắn. Sao huynh lại ngủ cùng một giường với ta? Tư Đồ nhướng mày. Có cái gì quan trọng đâu, đều là nam nhân cả mà. Hay là ngươi là nữ cải nam trang hả? Tiểu Hoàng đỏ mặt, há miệng cãi lại. Nhưng rõ ràng huynh cũng có giường mà. Đúng vậy. Tư Đồ gật đầu. Rõ ràng tối hôm qua ta ngủ trên giường của mình, chả biết tại sao sáng tỉnh dậy thì lại nằm ở trên giường của ngươi. Tiểu Hoàng tỏ vẻ không tin. Huynh không phải là tự mình bò lên sao? Không phải đâu à nha. Tư Đồ dậy nảy. Nói không chừng là do ngươi ban đêm sợ quá nên lén tấn công ta thì có. Huynh nói bậy. Hoàng Bán Tiên sử dụng âm lượng lớn nhất từ lúc chào đời đến bây giờ mà thét với Tư Đồ. Tư Đồ giật mình nhìn y, trong lòng thầm nói,
Tiểu hài tử giận to rồi nha. Hoàng Bán Tiên cũng bị âm thanh lớn của mình dọa cho sợ hết hồn. Từ nhỏ, mọi người đều bảo y giống hệt như Đức Phật. Lớn đến như thế, cũng chưa từng nóng nảy với ai. Ấy vậy mà bị tên tư đồ này trêu ghẹo mãi. Đừng nói là mắng người, đến cả ham muốn đánh người, y cũng đã có rồi nha. Tiểu Hoàng hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, rồi cúi đầu tiếp tục lên núi. Sao lại nghe từ đồ tiến sát đến hỏi? Này, Tiểu Bán Tiên, mau giúp ta nghĩ biện pháp đi. Biện pháp gì cơ? Mặc dù trong lòng vẫn đang thề thốt, sẽ không thèm để ý đến người này nữa. Nhưng dù sao ăn cơm nhà người ta, thì phải giúp người ta làm việc thôi. Ta thật tình chẳng để nha đầu kia vào trong mắt. Nhưng nếu lẳng lặng bỏ đi, hoặc cố ý để thua cuộc, thì thật là mất mặt. Nếu truyền ra ngoài, thì có khi người ta còn tưởng tư đồ ta là một kẻ bị thịt nữa. Liệu có cách nào giúp ta vừa không cần phải lấy nha đầu kia, vừa không có mất thể diện không? Nghe xong lời của tư đồ nói, Hoàng Bán Tiên cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên. Ừ, cũng có đó. Có biện pháp sao? Tư đồ hớn hở. Là biện pháp gì? Huynh thắng trận thì chẳng phải sẽ không mất thể diện sao? Hoàng Bán Tiên nhỏ giọng nói. Nói thế cũng như không. Từ đồ tấm lấy tóc của y. Nhưng nếu thắng thì phải lấy nha đầu xấu xí kia. Người ta có xấu đâu. Tiểu Hoàng đọt tóc trở về. Ta còn chưa nói hết mà. Vậy mau nói đi. Từ đồ khẽ giảm lực đạo, nhưng vẫn không thả tóc quy ra. Đợi đến khi huynh thắng rồi thì có thể nói rằng người ta có thể chọn huynh. Vậy huynh cũng có thể chọn người ta. Sau đó thì ra vài đạo đề cho Kim Tiểu Thư. Nếu nàng ta không thể trả lời được, vậy huynh chẳng phải không cần cưới nàng ta hay sao? Từ đồ sửng sốt trong chốc lát, rồi bật cười ha hả, kéo Hoàng Bán Tiên đến ghi chặt vào trong lòng. Giỏi cho cái tên mọt sách nhà ngươi, chủ ý này thật là hay. Tiểu Hoàng vội vàng tránh đi, vất vả lắm mới dậy ra được, vừa nơm nớp lo sợ, vừa nhắm hướng núi mà đi. Từ đồ đuổi kịp, có khi chọt chọt người của y, lại có khi kéo kéo tay áo của y. Như thể một con ác lang truy đuổi một con thỏ nhỏ, cứ như thế cùng tiểu hài tử lên núi. Đại môn trên đỉnh Hạc Minh Sơn Trang mở rộng, quản gia mang theo mấy gã sai vặt đứng tại đó nghênh đón khách nhân. Từ đồ và Hoàng Bán Tiên được một gia nhân dẫn vào hoa viên của Sơn Trang, thấy ở giữa đã bày sẵn 10 bộ bàn ghế. Mọi người đã đến đông đủ, đang ngồi bên bàn. Biểu tình của mọi người hoàn toàn không giống nhau. Có người nóng lòng muốn tỉ thí, có người tỏ ra bình tĩnh thản nhiên. Còn tư đồ thì đầy sự khinh thường. Chỉ có một điều duy nhất giống nhau, đó là đắc ý cùng nắm chắc phần thắng ở trong tay. Hoàng Bán Tiên đột nhiên nghĩ đến những quyển lịch sử diễn nghĩa hoặc chuyện ở trong sách. Tựa như đối với chuyện tranh đoạt của quần chúng có chút than thở, nhưng cũng có chút mong chờ. Con người và động vật kỳ thật rất giống nhau. Một khi có đồng loại thì chuyện tranh giành chém giết nhau tuyệt đối không tránh khỏi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thứ tranh được là vật có giá trị. Có khi thứ người nhặt được lại là của quý, mà có khi chỉ cướp được một mớ cặn bã mà thôi. Con người luôn là như thế, luôn bị một số bản chất che mờ tầm mắt, không phải mù lò mà là nhìn không thấu triệt để. Hoàng Bán Tiên trong lòng thầm nghĩ như thế, tay nâng chén đặt lên môi, nhấp một ngụm, hai chân mày khẽ nhướng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào làn nước sóng sánh trong chén trà một cách vô định. Trong chén, những lá trà nhẹ nhàng lay động. Từ đồ chú ý đến vẻ mặt của y, vì thế cũng theo thói quen đưa mắt nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh mình. Hắn để ý thấy Hoàng Bán Tiên, nếu như buông sách xuống thì thường xuyên ngẩn người ra. Kỳ thật biểu tình này của y có vẻ rất là thản nhiên, vô tình khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Có một lần, hắn chăm chú nhìn tiểu hài tử đang ngẩn người, nhìn thật lâu, chờ y hoàn hồn. Đến khi nhìn lại, mới hay mình cũng lặng lặng ngồi như thế quá ngọ. Sau đó hắn hiểu được rằng vẻ mặt này của tiểu hài tử có thể khiến cho người khác cảm thấy thanh thản, quên hết những âu lo. Cũng như hiện tại, từ đầu đột nhiên cảm thấy mọi người ở tại đây, có cả chính mình,
điều thật sự vô cùng buồn cười. Ngồi cách đó không xa là Tề Dịch, ngây ngẩn cả người nhìn Hoàng Bán Tiên, biểu tình lo âu và bất an cũng dần dần không còn hiện diện. Ánh mắt này, biểu tình bình thản mà lại xa cách này, vừa như để tâm nhưng lại vừa như vô tâm. Tề Dịch khe khẽ thở dài, những nghi hoặc trong lòng đã không cần phải minh chứng nữa. Dẫu đáp án là phải hay không phải thì cũng không còn quan trọng nữa. Tề Dịch thu hồi tầm mắt, khẽ đưa mắt ra hiệu cho phó tướng, chỉ thấy phó tướng bước nhanh đến trước mặt Kim Hạc Minh bảo: "Nguyên soái của ta rời khỏi cuộc tỷ thí, cáo từ." Lúc nhìn lại, Tề Dịch đã mang theo nhân mã rời khỏi Hạc Minh Sơn Trang, ngựa cất vó, hắn chợt ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt cuối cùng hướng về mái ngói lưu ly rực rỡ giữa dãy rừng Tùng Bách cao vút xanh rì. Một cõi nếp bàn bình thản là thế, thủy chung không bao giờ thích hợp với một kẻ mình đầy máu tươi như hắn. "Ta chỉ nguyện ngươi một đời vui vẻ cát tường, bình an mãi mãi." Vùng roi lên, đoạn tuyệt bụi trần. Người ra đi đầu không ngoái lại. Tư đồ khẽ búng ngón tay, đánh cái tách trước mặt của Hoàng Bán Tiên. Hoàng Bán Tiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn, chỉ im lặng chờ xem hắn nói thế nào. Nhưng tư đồ không có nói, chỉ đoạt lấy chén trà của hắn, đổi thành một cái chén trà khác do hạ nhân vừa dâng lên. "Chén này đã nguội rồi." "Ừ." Tiểu hài tử ngoan ngoãn đón lấy chén trà áp vào tay, ấm áp. Chủ trì cuộc tỷ thí hôm nay không phải là Kim Hạc Minh, mà là Kim Khê Vân. Vừa thấy đại tiểu thư tự mình xuất trận thì ai nấy cũng đều phấn chấn tinh thần, chuẩn bị thi triển tài nghệ trước mặt gia nhân. Tư đồ nhỏ giọng nói với Hoàng Bán Tiên: "Mọt sách, trận đầu nghe nói là thi văn đó. Nhưng nói về văn thì ta dốt đặt cán mai, tất cả phải trông chờ vào ngươi thôi." Hoàng Bán Tiên nhìn hắn lắc đầu: Ta không biết nữa." Tư đồ trừng mắt lườm hắn: "Ngươi đọc nhiều sách như thế mà còn không tỉ thí được, coi chừng lúc trở về ta sẽ đốt trụi thư phòng của ngươi đó." Tiểu hoàng hoảng sợ kêu lên: "Không được." "Vậy thì ngươi phải thắng cho ta." Tư đồ nhướng mày: "Nếu thắng, ta sẽ mua cho ngươi thêm 1.800 quyển sách nữa." Thật sao?" Ánh mắt của tiểu hài tử sáng lên. "Vậy ngươi có nghe lời ta không nào?" "Có." Kim Khê Vân đi đến trước một đài đặt ngay giữa vườn, hướng về phía quần chúng, chắp tay nói: "Các vị, hôm nay là ngày tỷ thí đầu tiên, là thi văn chương. Tiểu nữ đây có đôi chút am hiểu về hội họa, cho nên hôm nay xin phép khảo thí một chút về hiểu biết sắc màu của các vị." Người bên dưới phần lớn là quân nhân, có vài vị là hoàng thân quốc thích, không giỏi võ nghệ thì cũng chỉ là đồ bị thịt. Nhưng may sao mọi người đều dắt theo mưu sĩ, đều là những cao thủ tinh thông cầm kỳ thi họa cả. Kim Khê Vân đến ngồi bên bàn, gật đầu với nha hoàng. Nha hoàng vâng lệnh cầm một hộp gấm đến, mở hộp, lấy ra một cuộn tranh. "Đây là tiểu thư trong lúc nhàn hạ mà vẽ ra, lần này mạo muội lấy ra làm tiêu đề để tỉ thí. Mọi người dựa trên nội dung của bức tranh mà vẽ ra một bức khác cùng chủ đề. Ai vẽ giống nhất sẽ xem như là thắng cuộc. Ngoài ra, mọi người hãy đề 4 chữ ở bên trên, xem như là tên của bức tranh. Chủ đề cũng phải cùng với chủ đề của tranh của tiểu thư." Văn sĩ ở dưới đài đưa mắt nhìn nhau. Đề mục này có vẻ rất đơn giản. Ngẫm lại thì Kim Khê Vân xuất thân từ Võ Lâm Thế Gia, không phải là dòng dõi thư hương, làm sao có học vấn cao xa gì. Vì thế ai nấy cũng đều so tay, chuẩn bị đại triển thần công. Nhưng đến khi bức họa được mở ra thì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bên trong bức họa không có mai lan cúc trúc, cũng không có nước non hùng vĩ, càng không có bất cứ cảnh đẹp gì. Tất cả chỉ là một mảnh trắng tinh. Tư đồ xoay sang nói với Hoàng Bán Tiên: "Nhà đầu kia chẳng nhận bộ dáng xấu xí mà đầu óc cũng có vấn đề. Chỉ một tờ giấy trắng thế này thì có gì để gọi là tranh đẹp cơ chứ?" Hoàng Bán Tiên nhìn kỹ bức tranh, trong lòng hiểu rõ, bèn nói với tư đồ: "Kim tiểu thư ra đề thật hay. Tuy rằng nàng sinh ra là con nhà võ, nhưng thật sự rất..." Lời còn chưa có nói hết đã bị tư đồ tấm tóc kéo một cái. "Người khen cái gì chứ?
chỉ là một tên nhà đầu xấu xí, có thể hay ho cái gì, không có được khen. Được, 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 không khen. Tiểu Hoàng thu tóc của mình lại, trong lòng nói thầm, tư đồ này không nói đạo lý chút nào, chính mình không thích thì thôi đi, lại còn không cho người khác khen là sao? Tất cả những người xung quanh đều lộ ra vẻ nghi nghi hoặc hoặc. Bọn hạ nhân mang văn phong tứ bảo đến từng bàn. Thời gian là nửa nén hương. Kim Khuê Vân nói xong liền thắp hương. Bắt đầu từ lúc này. Từ đồ đẩy giấy và bút đến trước mặt của Hoàng Bán Tiên. Ngươi làm đi, có đáp án chưa? Hoàng Bán Tiên nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Nói rồi lập tức lấy nghiêng ra, cho một ít nước vào, rồi cầm thỏi mực bắt đầu mài mài. Tư đồ một tay chống càm, chăm chú thưởng thức hành động của tiểu hài tử. Sau khi mài mực xong, tiểu hài tử trải giấy ra, dùng vật nặng chặn hai đầu giấy, lấy bút, chấm mực, nâng bút lên. Kế tiếp, tiểu hài tử đứng dậy, thân mình đưa về phía trước, một tay cầm bút, một tay nâng vạt áo, bắt đầu vẽ. Tư đồ tò mò nhìn xem trong tranh y vẽ những cái gì, nhưng càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Trong lòng tự hỏi, không biết tiểu hài tử đang làm chuyện quỷ quái gì. Hoàng Bán Tiên vẽ xong lại thấm mực đầy ngòi bút mà đề lên bốn chữ. Tư đồ tuy không phải văn nhân nhưng cũng có thể nhìn ra chữ của tiểu hài tử thật là đẹp, đẹp đến cực điểm. Tình tươm cứng cáp, vô cùng tương xứng với bức họa. Tiểu Hoàng thu bút ngồi xuống, vừa kịp khi nửa nén hương kia tàn. Trong số 9 bàn có người ngồi thì chỉ có mỗi Hoàng Bán Tiên và Bạch Y Nhân kia đồng bút, còn những người khác đều để giấy trắng. Vương tử Khương Tộc hét toáng lên. Cái này là thứ tranh quỷ quái gì chứ, dù sao cũng chỉ là giấy trắng, vậy giấy trắng đối với giấy trắng chắc chắn sẽ không sai. Kim Khê Vân lắc lắc đầu. Kỳ thật đề này cũng không phải tiểu nữ vô cớ nghĩ ra, mà là do một năm kia tiểu nữ du ngoại ở Thái Hành Sơn được một chân nhân ra đề cho, và cho đến nay vẫn chưa có ai đáp được. Nếu Tiếu Tiên Sinh và Tư Đồ Ban Chủ có đáp án, vậy thì xin hai vị cho chúng ta một lời giải thích với. Nói xong thì có nha hoàn bước đến mở tranh của Tiếu Tiên Sinh ra, chỉ thấy trong bức họa có một dải mây bay, không có lời đề tựa. Hoàng Bán Tiên nhìn Tư Đồ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng là đang hỏi. Người kia là ai thế? Tư Đồ mỉm cười bảo. Hắn là Tiếu Lạc Vũ, người vùng Giang Nam. Thất Tinh Thủy Trại của hắn cũng là bang phái trong giang hồ như là Hắc Vân Bảo. Hơn nữa họ còn trưởng quản việc vận tải đường thủy ở vùng Chiết Giang và là truyền nhân duy nhất của Tiếu Gia Kiếm Pháp nữa. Người nhìn thử diện mạo của hắn xem. Chính là giang hồ đệ nhất Mỹ Nam đó. Hoàng Bán Tiên gật gù, Tư Đồ lại kéo tóc y, cười. Nhưng dù sao, hắn vẫn không dễ nhìn bằng ngươi đâu. Hoàng Bán Tiên đỏ mặt cúi đầu xuống, không để ý đến sự trêu cờ của Tư Đồ. Tiếu Lạc Vũ lắc đầu nói với Kim Khê Vân. Tại hạ, không có đáp án. Kim Khê Vân nhìn hình vẽ mây bay trên bức tranh rồi nói. Kỳ thật, bức tranh của Tiếu Tiên Sinh đây rất giống với suy nghĩ của tiểu nữ. Nguyên bản hình ảnh này là bạch, mà vân, ngoại trừ có màu trắng ra, thì ý nghĩa cũng giống như bạch. Cả hai chữ đều có thể giải thích cho chữ thuyết thoại. Nhưng khó nhất ở đây chính là bốn chữ đề tựa. Dù rằng viết như thế nào cũng không phù hợp với ý bạch cả. Vậy chi bằng hãy xem tranh của Tư Đồ Ban Chủ đi. Tiếu Lạc Vũ nhìn thoáng qua bàn của Tư Đồ, miệng thì nói là Tư Đồ Ban Chủ, nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm người đang rụt rè cúi đầu, Hoàng Bán Tiên. Biết đâu sẽ có điều bất ngờ. Nhà hoàng bước đến mở tranh ra, chỉ thấy bên trong là một bãi đá xếp loạn xạ, tựa đề bốn chữ, loạn thạch như vân. Mọi người nhìn lâu thật lâu, có vài kẻ bật cười ha hả, bởi dường như lời giải đáp của Hoàng Bán Tiên có chút lạc đề. Ấy vậy mà vẻ mặt của Kim Khê Vân lại vừa tràn đầy vui mừng, vừa sợ hãi. Tiếu Lạc Vũ sửng sốt nhìn một lúc lâu, rồi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó xoay người, nháy mắt với Hoàng Bán Tiên. Thật là khéo quá, tại hạ cam bái hạ phong, cam bái hạ phong. Tư Đồ nhỏ giọng hỏi Hoàng Bán Tiên. Mọt sách,
đây là có ý gì? Hoàng Bán Tiên vươn người sang, ghé vào tai của hắn thì thầm vài câu, sau đó Tư Đồ cũng bật cười to. Tại hạ ngu muội. Thị vương chắp tay với Tư Đồ, thỉnh Tư Đồ ban chủ giải thích cho chúng ta hiểu đi. Tư Đồ dùng chân đá nhẹ ghế của Hoàng Bán Tiên. Nói đi. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người của Hoàng Bán Tiên. Tiểu tử lập tức mất tự nhiên, liếc mắt với Tư Đồ. Huynh nói đi. Tư Đồ trừng mắt thì thầm. Sách. Tiểu hoàng sửng sốt, cuối cùng hít sâu một hơi, rồi nhỏ giọng nói. Đây chính là lấy chữ vân, mà xem là đồng nghĩa với chữ bạch. Loạn thạch, chính là chữ bạch mà. Thụy vương nghe xong thì gật đầu cười bảo. Quả nhiên là cao minh, thỉnh giáo rồi. Nhưng những người khác vẫn chưa hiểu được, bèn hỏi. Loạn thạch với chữ bạch thì có liên quan gì chứ? Tên vương tử Khương tộc cười to chế giễu. Ta nói này vị tiểu tiên sinh, người nó lớn tiếng một chút có được hay không? Cứ vo ve như mũi kêu ấy, ta thấy bộ dạng của ngươi thanh tú như thế, hay là một tiểu cô nương cải nam trang đây? Hắn vừa nói xong thì xung quanh xôn xao cả lên. Những người khác đánh giá bộ dạng của Hoàng Bán Tiên như thế cũng phải tán đồng. Tiểu hài tử vốn đã ngại ngùng, hiện tại chỉ ước mình có thể giấu tịch mặt mũi vào trong vạt áo. Hai bàn tay di đi di lại trên mặt bàn, mặt đỏ như con tôm hấp, dáng vẻ đáng thương đến nao lòng càng hiện rõ. Tư Đồ lạnh lùng cười, nhẹ nhàng phất tay áo, chợt nghe răng sắc một tiếng. Tức thì chiếc ghế lót dưới mông của tên vương tử Khương tộc kia biến thành một đống gỗ vụn. Vương tử kia vốn thể trọng nặng, liền bị ngã thẳng xuống đất, đập thẳng vào đống gỗ vụn. Hắn ngào một tiếng, đau đến phải buông lời thóa mọa. Những người khác thấy như thế thì lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Dù sao thì Tư Đồ cũng không phải là kẻ có thể trêu vào. Kim Khê Vân cười nói. Để tiểu nữ thay tiểu tiên sinh giải thích vậy. Loạn thạch chính là chữ thạch, viết gần giống với chữ bạch, chỉ khác ở nét viết. Nếu mang chữ thạch viết một cách tán loạn, kéo ngang ở trên xuống chữ khẩu thì sẽ thành chữ bạch. Mọi người ai nấy đều bừng tỉnh đại ngộ. Kim Khê Vân nói. Buổi tỷ thí hôm nay Tư Đồ ban chủ thắng. Nói xong, nàng khẽ mỉm cười với Hoàng Bán Tiên. Hoàng Bán Tiên cũng đáp lễ cười lại, nhưng y chưa cười xong đã bị Tư Đồ túm tóc kéo. Tiểu hài tử bị đau, ủy khuất quay lại mà nhìn người nọ. Huynh làm gì vậy? Tư Đồ hung trợn. Tiểu quỷ nhà ngươi, không có được cười với người khác. Tiểu hài tử chỉ biết im lặng cúi đầu, thần tình có vẻ mất hứng. Tư Đồ tiến đến nói nhỏ. Sách 2000 quyển sách, khi về sẽ mua cho ngươi, hơn nữa còn xây thư phòng mới cho ngươi nữa. Mặt của Tiểu Hoàng lập tức tươi cười trở lại, ngẩng đầu nói với Tư Đồ. Thật, là thật ư? Đương nhiên rồi. Tư Đồ thấy tiểu tử cũng chịu cười, cảm thấy vô cùng vừa lòng, kéo tay hắn. Đi thôi. Tư Đồ ai oai phong phong thắng được trận thi văn rồi, mang Hoàng Bán Tiên theo trở về biệt viện của hắn. Mà nói thật, ai có ốc đều biết, lần này tỷ thí chiêu thân, Tư Đồ cầm như là thắng chắc. Vì nếu luận về võ công, đừng nói là 8 kẻ còn lại, mà dù có là toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đi nữa, đã có ai là đối thủ của Tư Đồ đâu. Vì vậy, lần này phần thắng của Tư Đồ nếu không phải là ăn chắc thì cũng là hết 8-9 phần 10. Kim Hạc Minh tuyên bố trận tỷ thí võ là vào 2 ngày sau, cũng là tại đỉnh núi trong Hạc Minh Sơn Trang. Trong 2 ngày đó, mọi người trừ việc có thể tùy ý du ngoạn Hạc Minh Sơn Trang ra, thì còn có thể thỏa thích dạo quanh huyện thành đại ấp. Phí tổn tiêu xài đều sẽ do Hạc Minh Sơn Trang xuất tiền. Tên Mộc Lăng nghiện hái thuốc đề nghị đi du ngoạn Hạc Minh Sơn. Gã Tư Đồ tương đối thế tục hơn lại kiến nghị đi thị trấn ăn uống dạo chơi. Tương Thanh thức thời, bảo chỗ nào cũng được. Vì thế Tư Đồ bèn quay sang Hoàng Bán Tiên để y quyết định. Tiểu Hoàng hết nhìn Tư Đồ rồi lại nhìn qua Mộc Lăng, lý nhí nói. Ta có thể ở nhà đọc sách không? Tư Đồ trừng mắt với y. Ngươi nói cái gì? Hoàng Bán Tiên thầm nhủ. Vậy các ngươi quyết định đi không được sao? Cớ gì còn nhất quyết phải kéo ta theo? Y bất đắc dĩ, giận mà không dám nói. Suy nghĩ một lúc rồi đi đến bên người của Mộc Lăng, nhẹ giọng bảo.
Thôi thì lên núi đi. Cái gì? Tư Đồ sa sầm mặt mày, nhìn chằm chằm Hoàng Bán Tiên. Nhà ngươi lặp lại lần nữa xem. Tương Thanh nhìn thấy không đồng tình, lắc lắc đầu bảo. Nếu không thì lên núi trước, rồi vào thành đi. Một ngày là kịp rồi. Hoàng Bán Tiên vội vã gật đầu, thầm nhủ. Hay nhất là ngày mai có mưa to đi, như vậy cũng chẳng cần phải đi chỗ nào hết. Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ nhìn cơn mưa to chừng như sẽ liên miên không dứt cùng những tảng đá và mặt đất ướt sũng trong sân. Quay lại hỏi Hoàng Bán Tiên đang dựa vào cửa sổ mà đọc sách. Có phải ngươi khiến trời mưa hay không? Hoàng Bán Tiên có hơi dở khóc dở cười. Sao mà được chứ? Mưa có rơi là nghe theo trời thôi, có quan hệ gì với ta đâu. Chứ ngươi không phải là Bán Tiên sao? Tư Đồ đi qua, kéo kéo một nắm tóc của y, kéo qua kéo lại, không mạnh cũng không nhẹ. Có thể phá được thiên kiếp, xuyên thủng thiên cơ. Không thể nào. Hoàng Bán Tiên đưa tay kéo tóc của mình lại, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay của Tư Đồ, lập tức rút trở về. Tư Đồ bèn tóm lấy ngay tay của tiểu hài tử. Lạnh quá. Sao tay của ngươi lại lạnh như thế này? Không nghĩ ngợi gì, hắn kéo tay của y một cái ủ luôn. Ngươi lạnh à? Lắc lắc đầu, Hoàng Bán Tiên muốn rút tay về, nhưng rút thế nào cũng không xong. Tay của Tư Đồ rất lớn, hầu như ôm được nguyên cả bàn tay của y vào lòng bàn tay của hắn. Tư Đồ vốn chỉ muốn sờ sờ một chút hơi ấm của tay y, nhưng dần dần bị bàn tay ấy thu hút. Tay tiểu hài tử rất nhỏ, rất gầy. Năm ngón tay thon thon mảnh mảnh, ngón cái đại khái chỉ to hơn ngón út của hắn có chút xíu. Tay lại trắng trẻo, móng tay là sắc hồng nhạt, được cắt tỉa rất gọn gàng. Tư Đồ dùng sức trên tay nhiều hơn để nhéo nhéo, dù sao cũng là tay của văn nhân, mềm mềm mại mại. Cứ bảo là người nào tay vừa ốm vừa trắng, tức sẽ bạc phúc. Nhưng mà người có tay mềm mại thế này sẽ có người yêu thương. Tiểu hài tử này hẳn là nửa sao rồi. Hoàng Bán Tiên thấy Tư Đồ cứ nhìn chằm chằm bàn tay của mình, xem hoài, không để yên, cứ so so rồi nắng nắng như là chơi rất vui. Bèn đỏ mặt, cố sức rút tay về, giấu tịch vào trong tay áo, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nào ngờ đâu Tư Đồ bất ngờ vung tay ra, bấm vào trên mặt của y một cái. Giật người một cái, lùi về sau một chút, Hoàng Bán Tiên bụm mặt ngước nhìn Tư Đồ. Trên mặt cũng lạnh nữa này. Tư Đồ không thèm để ý chuyện này, đưa tay kéo áo của Hoàng Bán Tiên. Rốt cuộc nhà ngươi mặc nhiều hay ít? Ta không lạnh. Hoàng Bán Tiên khẩn trương đưa tay bảo vệ cổ áo y phục, nhưng Tư Đồ vẫn túm lấy vạt áo của y, rồi sờ sờ tay áo, rồi bảo hình như là mỏng nha. Vừa nói vừa giơ tay lên nắn nắn vai của tiểu hài tử. Sao lại gầy quá như vậy? Toàn là xương thôi. Hoàng Bán Tiên bị hắn làm cho đỏ mặt đến tận mang tay, vừa khó chịu vừa sợ hãi, đành phải mím môi lùi về phía sau. Tư Đồ nhớ đủ rồi, cười cười nói. Vào thành thôi, mua cho ngươi thêm hai bộ y phục. Không cần. Hoàng Bán Tiên hoảng hốt xua tay. Không cần đâu mà. Không cần cái gì chứ. Tư Đồ trừng mắt lên, kéo tay khuy một cái, cướp luôn sách vứt lên bàn. Không có nói nhảm nữa, đi. Tư Đồ kéo một tay Hoàng Bán Tiên, thuận thế lấy một chiếc ô giấy dầu ra, rồi cùng y ra khỏi cửa. Ban chủ! Tương Thanh đuổi theo muốn đi cùng, nhưng bị Tư Đồ khoát tay cản lại. Ta đi mua cho y hai bộ y phục rồi trở về, không cần đi theo. Lấy thêm một cái ô nữa đi. Hoàng Bán Tiên dạy dỗ muốn đi lấy thêm một cái ô nữa. Ô gì mà ô, ngươi cầm chắc à? Không khéo là bị gió thổi bay mất bây giờ. Tư Đồ kéo tay của Hoàng Bán Tiên dắt ra trước mình, quàn tay qua vai của y, một tay xè ô ra, kéo y đi vào giữa cơn mưa. Mưa rốt cuộc vẫn rơi rất to, nước mưa va vào tán ô, hắt lên những âm thanh lách tách, vang lên chẳng thứ tự nào, rồi lại dường như có một giai điệu nào đó. Tư Đồ sải bước thật dài, tốc độ đi cũng nhanh. Hoàng Bán Tiên đi chậm hơn, bị hắn tóm ra phía trước. Những bước chân rất hỗn loạn, bùng hắt lên vấy vào vạt áo của y phục. Trên đôi hài cũng lắm tắm những vết bùn con.
Tư Đồ cúi xuống, chỉ thấy tiểu hài tử đang cố gắng bước về phía trước, dè dè dặt dặt mà nhìn trước mặt của mình, gán hết sức cho bùn không dính vào giày. Lúc phía trước có một vũng bùn, y còn theo bản năng mà kéo Tư Đồ một cái, ý dường như nói rằng muốn đi đường vòng. Thế nhưng Tư Đồ vẫn cứ một bước mà sải chân vượt qua. Rồi dần đà, Tư Đồ cũng tha chậm cước bộ. Hai người đi một hồi, đến trước một dịch đình ở lưng chừng ngọn núi. Tư Đồ nhìn Hoàng Bán Tiên đang thở hổn hển một cái, đột nhiên bảo: "Nghỉ ngơi một chút đi." Dứt lời, hắn giao ô lại cho tiểu hài tử, một mình đi vào trong dịch đình. Tiểu Hoàng có chút không hiểu vì sao tâm tình của hắn lại đột nhiên dễ chịu như vậy. Y đứng ngoài dịch đình, cũng không có đi vào. Tư Đồ vào trong đình, tìm thấy một chiếc ghế đá ngồi xuống, đang muốn trách mắng tiểu hài tử mấy câu để y có thể vào trong này ngồi xuống. Nhưng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Hoàng Bán Tiên cứ mãi cầm ô, đứng giữa cơn mưa mà nhìn hắn. Chuỗi mưa như buông rèm, giọt mưa chen vào nhau chấp chớp rơi xuống. Tiểu hài tử đứng giữa mưa, hai tay nắm chặt ô, cứ lặng lặng mà đứng, chẳng nói một lời, chỉ là ánh mắt trông như đang chờ đợi. Trên người y vẫn là một bộ bạch sam có chút gì đó mỏng manh, thế nhưng có những đốm bùn loang lộ trên vạt áo trắng, giày cũng đã hơi ẩm ướt. Tư Đồ ngẩn ra một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy ra ngoài dịch đình.